Tập 12. Quân Dân vẫn chưa về nữa sao? Vậy tôi có về hay không có phiền hà gì đến cô nữa à? Chẳng là tôi thấy cậu Bông đã ra về nên nghĩ Quân Dân cũng đã về. Quân Dân đã ăn gì chưa? Phu nhân lo lắng vì ngài vẫn chưa tỉnh lại sao? Ai nói với cô như thế? Bản thân tôi có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, và cũng có rất nhiều vấn đề cần được giải quyết. Cuộc sống của tôi đâu có vô nghĩa như cô. Để cả ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện của ông chồng trong từng hơi thở chứ. Mà con của cô không định đến thăm bố nói chút nào sao? Hôm nay Farid mới vào công ty nhậm chức ngày đầu. Thật ra thằng bé cũng bồn bề công việc nhiều ngày nay, giờ còn phải đi giúp cậu Bông làm việc này việc kia, chuyện đàm phán kinh doanh rồi còn chuyện cá nhân nữa. Tôi nói thẳng nhé, tôi không tin tưởng con cô chút nào cả. Tôi không biết con trai cô có đang lên kế hoạch gì để làm hại con tôi không. Paret đấy à? Cô mới là người cần nghĩ rằng con trai mình có bị cậu Bông lợi dụng gì không? Này Kim Chan, con tôi đi lợi dụng gì con cô chứ? Tôi xin lỗi Quân Nhân, tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi biết là không ai có thể lợi dụng gì ai đâu. Dù sao, tất cả chúng ta đều là người một nhà. Nếu phu nhân có gì cần tôi giúp, thì phu nhân có thể nói với tôi. Tôi sẵn lòng. Người như cô, còn có thể giúp được gì cho tôi đây? Cô nhìn sư huynh bắt nó lại. Tình hình hiện tại thì không có dấu hiệu gì cả. Vậy mà sao em vẫn có thể bình tĩnh được hả Kết? Chứ anh muốn tôi nắm máy lên làm gì? Cho tôi chút thời gian suy nghĩ xem chúng ta nên làm gì đây. Có thật là anh vẫn có thể tin tưởng ở em không đó? Chứ muốn sao nữa? Anh muốn bán những cổ phần gì muốn mua vào đó cũng được. Nhưng nhiều cổ phần như thế thì ai mà mua lại chứ? Ừ, tao biết. Giả ta cũng mừng mới biết là mày xem ta là con thiêu thân. Mày bảo tao đồng tư mấy tiền thì mày cũng không chắc là có thể tiếp quản được công ty này.
Thì tôi đã nói rồi, đầu tư đi cùng với mạo hiểm. Kết. Bây giờ, coi như anh đã chung một con thuyền với tôi rồi. Nếu không muốn mất trắng, thì anh phải tin tôi. Vì anh không còn lựa chọn nào cả. Vậy nha, khoan. Đến đây nói chuyện ngay. Nói cho rõ xem rốt cuộc tính thế nào. Không được, tôi có việc cần giải quyết. Tôi sẽ liên lạc với anh sao. Kết. Kết. Mẹ, mẹ lấy tiền ở đâu để mua cổ phần vậy? Nhà mình có nhiều tiền mặt đến thế sao? Không cần quan tâm mẹ lấy tiền ở đâu ra. Cứ biết là mẹ có thể giữ được công ty thôi. Con biết là mẹ sẽ giải quyết được chuyện này. Nhưng con cũng phải xử lý chuyện riêng của con cho ổn thỏa. Trước khi bố tỉnh lại đấy. Dân mẹ. Cô đừng bảo thằng Bông rằng cô cho tôi mượn tiền. Và cũng không có sợ tôi buồn, vì tôi là người có đạo đức. Phu nhân không phải lo lắng. Tôi chỉ cần biết bây giờ công ty vẫn còn tồn tại. Thế là đã tốt rồi. Cũng không ngờ đến tận bây giờ cô lại có tài sản lên đến hàng tỷ bạc. Lão già này chắc là cho cô nhiều hơn con số mà tôi nghĩ đấy nhỉ. Tiền mà tôi cho phu nhân mượn là tiền bán đất ở Khao Giang. Đúng là mảnh đất này ông Sakon đã cho tôi. Thậm chí lúc cho nó cũng không có giá trị gì. Chỉ là bây giờ nó có giá trị cao hơn, vì mảnh đất bây giờ đang ở vị trí vàng mà thôi. Cái gì cô đưa tiền cho tôi mượn để mua cổ phần? Là có kế gì không đấy? Không có đâu à. Chẳng qua tôi cũng là một thành viên trong gia đình mà thôi. Giúp được thì tôi cũng muốn giúp. Cảm ơn nhé. Nhưng cô đừng nghĩ rằng cô với con cô sẽ được làm chủ công ty. Vì nào có phải đâu. Này cậu, có thấy cô bé làm bên phòng pháp lý không? Tôi nghe họ tán là suýt thì bị anh Theraphon cưỡng bức sao? Chắc không phải đâu. Anh Theraphon trông cũng là người tốt, chắc không làm chuyện đó. Mà chuyện anh Theraphon ly hôn với cô em thì tôi cũng không thấy lạ đâu. Cô em ích kỷ cỡ đó thì đàn ông nào mà chịu được. Có chuyện gì? Đúng là như cô nói, anh Bavaret đang giúp cô Thi Samon thực hiện ly hôn với anh Bonadai. Và bây giờ cũng đang bàn về vấn đề lợi ích. Chỉ có thế thôi sao? Tôi cũng biết, đâu cần phải mất thời gian cho cô đi điều tra. Ra ngoài trước đi. Nhưng tôi có chuyện quan trọng phải nghĩ. Tôi đã khiến anh Bonfaret tin tưởng mình được rồi. Và giờ anh ấy cũng nhờ tôi làm vụ ly hôn này. Ừ.
Nói thật sao? Thật à? Có nghĩa là giờ tôi đã thâm nhập được vào nội bộ rồi. Và tôi cũng có thể thu thập được thông tin chi tiết để báo cho cô thì chắc chắn sẽ không sai. Tốt, đi đi, ra ngoài được rồi. Tôi có chuyện muốn hỏi cô trước. Cô với anh Bông Đà Đà có gì với nhau không? Này, là tôi xin lỗi khi phải hỏi chuyện này. Khi tôi nghe lén anh và Forest với cô khi sắp nói chuyện với nhau, họ có nhắc tới cô nữa. Và có vẻ cô Thiên cũng rất tức cô. Cô ta nói gì vậy tôi? Là tôi nghe cũng không rõ, nhưng cô Thiên nói đại khái là cô ấy thua cô. Rốt cuộc cô với anh Bông là gì với nhau vậy? Cô Thiên cũng lầm về tôi, nên tôi mới nhờ cô đi điều tra chuyện này cho tôi, vì tôi không biết cô Thiên sẽ kéo tôi vào chuyện này thế nào nữa. Con người ta khi gia đình có vấn đề đều sẽ đổ tội cho người khác, và tôi chính là nạn nhân mà cô Thiên sử dụng. Nhưng người ta đã bàn tán từ rất lâu rằng cô và anh Bông đặc biệt thân thiết với nhau. Anh Bông với tôi thân với nhau vì làm việc với nhau, và chắc sẽ vô cùng bình thường nếu tôi là đàn ông. Nhưng tình cờ tôi lại là phụ nữ nên người khác mới bàn tán, và cô Thiên đã tin vì nó đơn giản hơn việc chấp nhận sự thật rằng dù không có tôi thì hai người họ cũng không thể đi tiếp được. Cô nghĩ thế có công bằng với tôi không? Dân, chuyện mà tôi đang sợ nhất chính là việc cô Thiên dùng vụ ly hôn này để yêu cầu Bông chia cổ phần vì là tài sản sau hôn nhân. Cô nhìn xem đi, công ty đang gặp nguy, ông sẽ con đang ốm nặng. Tôi không biết cô Thiên đang làm gì để ảnh hưởng đến tôi nữa. Có gì tôi sẽ báo cáo cho cô nhé. Nhưng có điều kiện, cô phải giúp tôi. Cô phải lệnh cho tên quan trai làm chứng chuyện tôi sẽ kiện tên Verafone. Tôi từng nói với cô rồi đúng không? Rằng dù thế nào thì tôi cũng không thể để công ty bị ảnh hưởng thiệt hại. Vậy tôi sẽ không làm việc này cho cô nữa. Đồng ý. Mày không sai đâu Mai, mày làm đúng rồi. Thế giới này vận hành như thế đó, con người đều làm vì bản thân cả. Mày làm được, mày không sai, mày làm đúng. Nói chuyện với ai đấy? Là nói chuyện với bản thân đấy. Anh chưa từng nói chuyện với bản thân sao? Mỗi khi suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ này nghĩ nọ, chưa từng làm sao? Chưa. Bởi vì hồi bé tôi không có bạn mấy. Thế này tôi đủ rồi, đừng nói nữa, đi theo tôi. Đi đâu ạ? Hôm nay anh Bông với chị Thiên có hẹn đàm phán ly hôn. Cô còn muốn giúp tôi chuyện này không? Muốn chứ ạ. Anh ơi, chờ tôi giúp. Anh khoan đã. Quân,
là nếu tôi cũng vào thì cô Thiên sẽ không trách gì tôi chứ? Tôi hỏi ý chị Thiên chuyện sẽ đưa cấp dưới tới rồi. Chị Thiên không có ý kiến. Nhưng cô chỉ có thể ngồi nghe thôi, hiểu không? Nếu có nói gì thì chỉ có thể là do tôi hỏi. Dân, này, trông tôi là người bất lịch sự thế sao? Đúng. Anh, nào, vào trong thôi. Xin chào, em chào anh Vân. Cô Chisamai à? Có phải người mà có chuyện với thằng Paraphone không? Đúng rồi. Tôi cứ nghĩ cô nghĩ gì rồi chứ. Không nghĩ à? Sao phải nghĩ chứ? Tôi có làm gì sai đâu. Vậy là tốt rồi. Từ lúc xảy ra chuyện hôm đó tôi vẫn nghĩ không biết cô thế nào rồi. Thấy cô vẫn khỏe. Và còn làm gì ở công ty tôi thì tôi cũng mừng rồi. Tôi vẫn chưa xin lỗi cô chuyện xảy ra hôm đó. Xin lỗi nhé. Không có gì. Với lại đó cũng không phải lỗi của anh. Chuyện cũng đã qua rồi. Cô trông như một người khác hoàn toàn ấy. Đẹp hơn nhiều đó. Đầu đuôi thế nào mà lại thành cấp dưới thân cận của Faret? Mà Faret còn đưa đi theo thế này chứ. Chứ sao mai là trợ lý của em. Em bảo cô ấy tới ghi chép chút. Chắc anh Bông không phản đối đâu nhỉ? Phản đối gì chứ? Thấy ngại với cô Chisamai hơn ấy chứ. Chisamai hơn mà quá. Đáng ra cô ấy phải được làm gì đó thú vị. Thì lại phải ngồi nghe câu chuyện vợ chồng đàm phán lợi ích với nhau. Thế thì tệ quá. Không có gì à. Thì vào trong thôi. Vào trong nói chuyện. Tôi quên đồ trên xe. Phiền anh mở xe được không? Xin phép ạ. Mời cô. Sao lại là người này? Nhân viên phòng pháp lý đông mà. Cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ. Anh Vông đừng tự suy diễn chứ. Những nhân viên khác có nhiệm vụ phải làm. Chisama là người mới, vẫn chưa đảm nhận được gì. Vậy sao? Anh Vông có bao nhiêu người phụ nữ trong đời, em cũng không phản đối gì đâu. Nhưng với nhân viên công ty thì em nghĩ là không hợp đâu. Này, nhưng cũng chưa làm gì mà. Mày đó phải hết. Đừng có tự suy diễn. Có cần tôi cầm giúp không? Không sao ạ. Cảm ơn anh. Vậy mời cô vào trong. Dân, tôi muốn uống nước lạnh không? Không sao ạ. Được thôi. Ôi trời. Ngồi xa như thế thì nghe được cái gì chứ. Lại đây ngồi đi. Nào, mời cô. Dân. Xin mời, ngồi chỗ này đi. Ở đây đi à. Ừ được, mời cô. Em thấy mình vào vấn đề đi anh Bông. Em nghĩ cấp dưới của em ngồi đó là được rồi. Anh mong là hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện hiểu nhau hơn nhé. Những thứ mà em yêu cầu, anh không có ý kiến gì cả. Em là vợ của anh, dù thế nào anh cũng phải chăm sóc em. Thật ra Thìn cũng đã nói chuyện với Faret rồi. Faret cũng đã đề xuất để em giảm tiền bồi thường xuống từ 250 triệu xuống còn 100 triệu thôi. Xin lỗi ạ. Không sao, cứ tự nhiên. Nói tiếp đi chị Thiên. Còn về phần nhà cửa, anh cũng không cần mua căn mới cho Thiên đâu. Về phần đồ trang sức của mẹ và số cổ phần trong công ty, em có thể không nhận chúng.
Nghe chạy là quá. Em có chắc là mình chỉ cần nhiêu đây thôi chứ? Em nghĩ chị Thiên đã nói rõ ràng rồi đấy anh Bông. Thế này đi, mặc dù chúng ta sẽ chia tay không còn là vợ chồng nữa, nhưng dù sao chúng ta vẫn là bạn của nhau. Trước đây có hai chuyện khiến anh rất khó xử là chuyện cổ phần và số đồ trang sức của mẹ anh. Chỉ vậy thôi. Về tiền bạc anh không có ý kiến gì cả. Anh để cho em 250 triệu luôn. Đồng ý không? Vẫn chưa hết. Em vẫn còn một chuyện mà anh phải làm cho em. Chị Thiên, nếu anh chịu làm theo yêu cầu thì em sẽ chấp nhận ly hôn với anh. Anh phải đuổi Á Kỳ Kết ra khỏi tất cả mọi vị trí trong công ty. Em đừng có chọc điên nhau được không Thiên? Em không có chọc tức anh. Em nói thật, nếu anh muốn ly hôn thì anh phải sa thải cô ta. Em nói điên khùng gì thế? Paret, bình tĩnh đi anh Bông. Chị Thiên, Paret, chị nói một là một, hai là hai. Em chấp nhận giảm lợi ích của mình xuống. Anh không cần phải diễn vai rộng lượng thêm tiền cho em đâu. 100 triệu và đuổi cổ Á Kỳ Kết ra khỏi Bonja Group thì em sẽ chấp nhận ly hôn với anh. Farad, nhờ em làm chứng từ điều khoản cho chị với nhé. Cô làm gì để làm gì chứ Thiên? Đúng là em đã thua trong chuyện của anh, nhưng em sẽ không để cho cô ta chiến thắng được em đâu. Hôm nay tôi đã có lòng đến đây để kết thúc êm đẹp với cô. Tại sao cô phải khiến mọi thứ tồi tệ hơn như vậy Thiên? Vậy thì sao chứ? Cô ta quan trọng với anh đến vậy à? Không liên quan gì nhau hết Thiên. Kết chỉ là cấp dưới của tôi. Nếu chỉ là cấp dưới thì anh cứ đuổi việc đi. Tôi có thể đuổi nếu là tôi muốn đuổi. Nhưng không phải là do cô ra lệnh vì cô không có cái quyền đó. Chị Sơn Mai, cô về trước đi. Vâng. Xin lỗi cô nhé. Cô Kỳ Kết đã nghe cả rồi chứ? Tôi nghe rồi. Sao lại rối tung hết cả lên thế này? Cứ tưởng là cái đám người giàu thì sẽ hạnh phúc hơn người khác chứ. Vào đi. Cô Kỳ Kết cần gì ạ? Cô có biết trang tin giải trí nào nổi tiếng không? À, có biết ạ. Liên hệ gấp cho tôi. Dạ được. Tại sao cô phải khiến mọi thứ tồi tệ như vậy Thiên? Kết đã gây chuyện tày trời gì với cô sao? Tôi chưa từng thấy cô ấy đụng chạm gì cô cả. Nó không đụng đến tôi, nhưng nó đụng đến anh, còn anh thì qua lại với nó. Sao vậy? Việc bắt anh đuổi việc con kia Kết khiến cho anh khổ sở lắm mà. Nếu vậy thì rất đáng để cho tôi ra yêu cầu này.
vì điều đó không thể nào sánh được với những gì anh và nó đã làm với tôi đâu. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với cô rồi đó Thiên. Tôi cũng đã mất hết kiên nhẫn với anh từ lâu lắm rồi. Nếu không, tôi sẽ đồng ý ly hôn với anh sao? Để công bằng với tôi, nếu tôi đi thì con Kiều Kết cũng phải đi. Anh Bông, em nghĩ bình tĩnh, im miệng đi Farad. Không ai có thể ra lệnh cho tôi đuổi người của tôi đi hết. Nếu anh không làm theo điều kiện thì tôi cũng không ly hôn. Tùy cô thôi. Có ly hôn hay không vốn cũng không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Chỉ có mình cô là gặp rắc rối thôi. Nếu cô muốn tiếp tục làm con chim trong lòng son thế này thì tùy cô vậy. Tôi sẽ cứ nhốt cô mãi như vậy đấy. Em yêu. Anh Bông. Anh bình tĩnh đi. Như thế này thì không thể nào nói chuyện được đâu anh. Là ai nói không chịu hiểu đây? Mày cũng biết là Thiên có lý lẽ cỡ nào mà. Em biết mà anh, anh cứ bình tĩnh đã. Để em nói chuyện lại với chị Thiên. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Nếu mày muốn Thiên đến thế thì tao tặng cho mày luôn đó. Này anh Bông, sao lại nói như thế? Tao bảo là tặng Thiên cho mày đấy. Không cần đợi tao ly hôn với Thiên đâu. Chị Thiên không phải là món hàng mà anh nói như vậy. Muốn giao tặng cho ai thì giao. Sao vậy? Muốn có lắm không phải sao? Hả? Farad? Tên Bông này. Farad? Farad? Đừng mà. Cứ kệ anh ta đi. Đừng tự hạ thấp giá trị của bản thân với mấy cái chuyện như thế này. Alo, mẹ. Alo mẹ. Bố con đã tỉnh lại rồi đó. Ok, khắp. Dân, con đến đó ngay. Chị Thiên. Chuyện này là sao hả chị? Mình nói chuyện sao nhé? Chị phải vội đến trường quay. Không được, chị Thiên. Em sẽ không đi đâu hết cho đến khi mình nói xong chuyện này. Farad. Sao chị lại làm như thế chứ? Trong khi chuyện này đáng ra phải kết thúc trong hôm nay mà. Tất cả là do anh ta đã không chịu làm theo yêu cầu của chị. Em nghĩ trọng điểm của câu chuyện là nằm ở chỗ chị. Không phải muốn ly hôn với anh Bông thì đúng hơn.